Và cũng một thông tin liên quan đến bảo hiểm khi mà những cái quỹ bảo hiểm cũng cần phải thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với những cái vụ việc hoặc là những cái đối tượng mà mình bảo vệ. Ngày 8 và 9 tháng 4, đại diện của Quỹ Bảo hiểm Xe Cơ Giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn, Hà Nội, BSH đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Võ Chí Công của phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội trong chiều 5 tháng 4 vừa qua được biết ngay sau tai nạn các bệnh nhân đã được cơ quan chức năng và người dân đưa đến bệnh viện e và bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu và điều trị hiện nay một số nạn nhân đã được xuất viện nhưng vẫn còn một số bệnh nhân đang được điều trị đoàn công tác đã đến từng giường bệnh để thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên quan à, đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu và chấn thương chỉnh hình tại hai bệnh viện Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm BSH đã nhanh chóng phối hợp với người được bảo hiểm là chủ xe và lái xe gây ra tai nạn, sẵn sàng thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường theo quy định để khắc phục nhanh nhất các tổn thất phát sinh xảy đến với các chủ xe và các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày vào ngày 5 tháng 4 thì tại ngã tư Xuân La Võ Chí Công, xe ô tô do ông Hoàng Ngọc Vĩnh sinh năm 1960 ở phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề của quận Long Biên Hà Nội, điều khiển đã đâm vào 17 xe mô tô và làm 17 người bị thương qua kiểm tra ông vĩnh không có nồng độ cồn và không có chất kích thích ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và xử lý vụ việc